Một cái con người mà phát triển bản thân tốt á, nó khác với lại những con người khác. Đó là gì? Những con người khác khi mà thấy sự thành công của người khác thì họ sẽ cảm thấy rằng đó là sự đố kỵ, đó là sự không vui. Nhưng mà anh em biết là cái việc mà người ta thành công nó đâu có đồng nghĩa với cái việc chúng ta thất bại đâu. Khi người ta thành công thì mình phải mừng. Để mình làm gì? Mình học hỏi từ những cái sự thành công của họ để mình thành công được giống như họ. Vậy thì có phải là rất nhiều anh chị em ở đây đã rơi vô một cái vực đó là mình nghe bên cái thằng hàng xóm á, con của nó rớt đại học, mình còn vui hơn là con mình đậu đại học, đúng không ạ? Cái đó mới là cái lạ đời. Vì sao chúng ta sống ích kỷ? Vì sao không phát triển bản thân cho thật tốt? Chúng ta phải giúp họ thành công chứ. Khi họ thành công rồi chúng ta mới học được những cái kinh nghiệm. Và khi chúng ta làm, chúng ta có những trải nghiệm để chúng ta thành công được giống như họ, hoặc là thành công hơn họ chứ. Phải không anh em? Biển không lớn sao vội ra khơi, chỉ không cao sao cùng thế giới.